Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Người Việt bốn phương của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính sẽ có trong bản tin. Tiếp tục cập nhật những hoạt động của bà con người Việt trên toàn thế giới đón Tết Xuân Mậu Tuất. Cộng đồng người Việt ở Odessa, Ukraine tổ chức gói bánh chưng đón Tết cổ truyền Mậu Tuất, giữ gìn truyền thống văn hóa của dân tộc. Nhà thiết kế Trịnh Bích Thủy viết tiếp câu chuyện áo bông Trần, một sản phẩm thời trang yêu thích của phụ nữ Hà Nội xưa. Và sau đây là phần nội dung chi tiết. Vào tối ngày 11 tháng 2, chính quyền thành phố Paris và Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã tổ chức đón Tết cổ truyền Việt Nam tại Tòa thị chính Paris. Đại sứ Nguyễn Thiệp vừa bắt đầu nhiệm kỳ Đại sứ Việt Nam tại Pháp đã gửi lời chúc Tết tới cộng đồng 350.000 người Việt Nam tại Pháp. Đại sứ Nguyễn Thiệp cho biết, năm vừa qua là một năm ghi nhận tăng trưởng thương mại giữa Pháp và Việt Nam ở mức cao, lên tới 5,2 tỷ euro, và số lượng người Pháp chọn đi du lịch ở Việt Nam tăng tới 25% so với năm trước đó. Thị trưởng thành phố Paris, bà Anne Hidalgo, chúc cộng đồng người Việt tại Pháp một năm mới tốt lành và nhấn mạnh, thành phố Paris rất vui một lần nữa được đón tiếp cộng đồng người Việt tại Pháp tới mừng xuân trong tòa thị chính Pháp. Năm 2018 này, Việt Nam và Pháp sẽ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao bằng một loạt các sự kiện lớn, trong đó có các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao. Năm nay, hai nước cũng sẽ kỷ niệm 5 năm ký tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp. Còn tại Qatar, hòa chung không khí đón xuân Mậu Tuất khắp nơi, bà con người Việt tại Qatar mới đây cũng đã có một buổi gặp mặt mừng xuân đón Tết cộng đồng trong không khí thân mật, ấm tình quê hương. Buổi gặp mặt là dịp để cộng đồng người Việt Nam tại Qatar gắn bó nhau hơn, từ đó phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần tương thân tương ái. Tại buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Qatar Nguyễn Đình Thao khẳng định Đại sứ quán đã, đang và sẽ nỗ lực làm hết sức để bảo hộ công dân, bảo vệ quyền lợi, tính mạng, tài sản của bà con, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ để bà con ta hội nhập sâu vào đời sống xã hội và ngày càng thành đạt ở Qatar. Năm 2017 là một năm mà cuộc sống của bà con cộng đồng người Việt tại Qatar đã bị tác động không nhỏ bởi cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Qatar và một số nước trong khu vực. Vào ngày 10 tháng 2 vừa qua, đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria do Đại sứ Phạm Quốc Trụ dẫn đầu đã tới thăm chúc Tết công nhân Việt Nam làm việc tại công trường số 520, thành phố Saint-Cité-Vert, địa phận Bajour, thành phố Alger. Đây là dịp để đoàn Đại sứ quán và các anh em công nhân Việt Nam giao lưu nhân dịp Tết đến xuân về. Tại buổi làm việc, Đại sứ Phạm Quốc Trụ đã trao tặng anh em công nhân quà Tết và chúc mừng năm mới ban lãnh đạo công ty cùng toàn thể anh em công nhân tại công trường. Đại sứ và đoàn ân cần thăm hỏi tình hình gia đình, điều kiện ăn ở và làm việc của anh em công nhân Việt Nam. Đại diện ban giám đốc công trường 520 đánh giá cao tay nghề và tinh thần làm việc của công nhân Việt Nam. Công ty mong muốn có thể tuyển thêm công nhân Việt Nam sang làm việc tại Algeria và mong nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của Đại sứ quán trong xử lý các vấn đề liên quan đến công nhân Việt Nam. Vào ngày 11 tháng 2 vừa qua, chương trình Chào Xuân Mậu Tuất 2018 đã được tổ chức tại hai thành phố là Halle và Frankfurt am Main của Cộng hòa Liên bang Đức. Đây là các hoạt động thường niên của Tổng lãnh sự quán Việt Nam và Hội người Việt Nam tại Đức với ý nghĩa chăm lo đến đời sống tinh thần của bà con người Việt cũng như giới thiệu những nét đẹp của tập quán sinh hoạt văn hóa cộng đồng đến bạn bè Đức. Chương trình Chào Xuân Mậu Tuất 2018 tại thành phố Halle diễn ra trong không gian ấm cúng. Bà con ở đây đã chuẩn bị nhiều tiết mục giao lưu văn nghệ được dàn dựng công phu. Ngoài ra, phần liên hoan ẩm thực với một số món ăn truyền thống do các chị em người Việt tại Halle chuẩn bị cũng đã tạo được dấu ấn trong một sự kiện có ý nghĩa của cộng đồng người Việt tại đây. Cũng trong buổi tối ngày 11 tháng 2, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Frankfurt am Main đã tổ chức chương trình văn nghệ Chào Xuân Mậu Tuất 2018 với sự góp mặt của đoàn nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh cùng một số gương mặt yêu văn nghệ của cộng đồng người Việt. Đại diện Tổng lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt đã nhấn mạnh chương trình này là một món quà đầy ý nghĩa được các nghệ sĩ gửi tặng cộng đồng người Việt tại thành phố Frankfurt và vùng phụ cận cũng như các bạn bè người Đức.
đông đảo những người tham dự chương trình đã được thưởng thức các món ăn truyền thống của Việt Nam và đặc biệt là các tiết mục văn nghệ mừng xuân, trình diễn nhạc cụ dân tộc, xiếc do các nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên thể hiện. Cũng trong ngày 11 tháng 2 năm 2018 vừa qua, tức ngày 26 tháng Chạp âm lịch, tại trường phổ thông cơ sở Radzin ngoại ô Warsaw, Ba Lan, đã diễn ra ngày hội đón Tết mừng Xuân Mậu Tuất. Đông đảo lãnh đạo thành phố Radzin, bạn bè người Ba Lan cùng bà con Việt Nam và một số nước khác đã đến dự. Phát biểu mở đầu ngày hội, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, tham tán công sứ nêu bật ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền của Việt Nam. Đây là dịp để hai dân tộc giao lưu văn hóa, tăng cường đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau nhân dịp năm mới. Bà gửi tới các vị lãnh đạo địa phương cũng như toàn thể bà con lời chúc năm mới mạnh khỏe, an khang. Mở đầu chương trình văn nghệ là màn múa lân, võ cổ truyền Việt Nam của Võ Đường Văn Trường Võ Quán. Tiếp theo là các tiết mục của nhóm múa sen trắng, tốp ca trường tiếng Việt Lạc Long Quân, ban nhạc Đông Đô, tốp ca Ba Lan của Trung tâm Văn hóa Radzin và một số tiết mục khác. Tại ngày hội, bà con cũng được thưởng thức những món ăn truyền thống trong ngày Tết Việt như bánh chưng, xôi gấc, nem cuốn, giò chả. Đây là lần thứ 5 Tết cổ truyền Việt Nam được tổ chức tại Radzin. Năm nay, ngày hội được tổ chức bởi Chi hội Người Việt Nam tại Radzin, Trung tâm Văn hóa Radzin, Trường Tiểu học Cơ sở Radzin, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan, Trường Tiếng Việt Lạc Long Quân, Quỹ hỗ trợ Người Việt hội nhập tại Ba Lan và Báo Quê Việt với sự bảo trợ của Ngài Quận trưởng. Làm thế nào để giữ gìn văn hóa truyền thống của cha ông là điều mà nhiều người Việt Nam ở nước ngoài luôn hướng tới, đặc biệt trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Và trong phóng sự sau, chúng ta sẽ cùng đến với Đài Loan, Trung Quốc, nơi hiện có khoảng 300.000 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc để cảm nhận không khí đón Tết cũng như nỗ lực gìn giữ văn hóa của cộng đồng người Việt Nam tại đây. Tạm gác lại những lo toan bộn bề, hôm nay các chị em khoác lên mình bộ áo dài Việt Nam truyền thống, cùng nhau sắm sửa để đón một cái Tết thật trọn vẹn nơi xứ người. Theo truyền thống của Việt Nam, những ngày này họ cùng nhau sửa soạn mâm lễ, đi lễ chùa. Năm mới, họ đến chùa không chỉ để cầu may, tìm sự bình an, mà còn để tìm về với cội nguồn dân tộc. Mình sinh sống và làm việc tại Đài Loan được 13 năm rồi. Thì mỗi lần Tết đến xuân về ấy, thì sẽ dẫn con mình cùng mấy bạn bè sẽ đi đến các chùa. Trước tiên là sẽ cầu nguyện cho mọi người được bình yên, mạnh khỏe. Thế là sang một năm mới cũng có nhiều may mắn hơn. Tôi mong rằng một năm mới 2018 này thì sẽ là một năm bình an cho tất cả nhân dân Việt Nam. Và chúng tôi, những người xa quê, luôn mong nhớ, luôn hướng về Việt Nam. Theo thống kê, có khoảng gần 100.000 cô dâu Việt Nam đang sinh sống tại Đài Loan. Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng họ vẫn luôn cố gắng để có một cái Tết giống như quê nhà. Bánh chưng, nem rán, giò chả, những món ăn tưởng như đơn giản nhưng không dễ dàng để làm được ở nơi đất khách quê người. Thiếu cái lá rau cho nên là tôi mới dùng cái lá chuối để mà thay thế. Nhưng mà cái lá chuối thì nó hơi cứng cho nên là gói nó không được vui nhất như lá rau. Nhưng mà tôi cũng muốn là có một cái hương vị của quê hương cho nên là muốn gói một cái bánh chưng cho như truyền thống của quê mình. Tạo một không gian, một cơ hội để người Việt Nam gặp gỡ, giao lưu, để những người con xa xứ xua bớt nỗi nhớ quê nhà mỗi dịp Tết đến xuân về là điều mà Văn phòng Kinh tế Việt Nam tại Đài Bắc luôn hướng tới. Những hoạt động chào xuân, mừng xuân vì vậy vẫn được tổ chức đều đặn hàng năm. Tính cả cái thế hệ thứ hai, con em các cô dâu người Việt ấy, thì đến nay tại Đài Loan có khoảng 500.000 người Việt Nam. Do vậy cho nên là hàng năm là văn phòng đều tổ chức những cái hoạt động đón xuân để bà con có thể gặp gỡ, chia sẻ để cùng hướng về Tổ quốc, tạo sự đoàn kết trong cái bà con cộng đồng. Mỗi dịp Tết đến xuân về thì nỗi nhớ quê nhà lại trào dâng trong lòng những người con xa xứ, đặc biệt là những người phụ nữ. Và họ đang bằng nhiều cách để có thể có được một cái Tết vẫn vẹn nguyên ý nghĩa, Tết đoàn viên, Tết xuân vầy. Chúc mừng năm mới! Odessa là thành phố tập trung đông người Việt thứ hai sau Kharkov tại Ukraine. Nhiều người sang đây đã hơn 30 năm theo diện học tập và lao động từ thời Liên Xô cũ. Tuy xa quê hương đã khá lâu, song cộng đồng người Việt Nam ở đây vẫn cố gắng giữ các truyền thống dân tộc trong dịp đón Tết cổ truyền.
Sinh sống tại Odessa, Ukraine đã hơn 20 năm, chị Hương cũng như nhiều người Việt ở Odessa và Việt Kiều ở khắp nơi trên thế giới vẫn cố gắng giữ gìn các truyền thống văn hóa lâu đời và các bản sắc dân tộc, nhất là những truyền thống đón Tết cổ truyền. Vâng, bọn em sang đây mặc dù là 30 năm rồi nhưng mà mỗi khi xuân về thì bọn em ở đây tổ chức gói bánh chưng tất cả đông đủ mọi người như thế này. Mỗi khi xuân về gói bánh chưng bọn em thấy rất là kiểu có một cái không khí Tết. Tham gia những hoạt động này, những người Việt xa quê không chỉ có cơ hội để hưởng một không khí Tết cổ truyền xa hương mà còn được giao lưu cùng bà con người Việt tại địa bàn. Đồng thời đây là một hình thức để gây quỹ từ thiện, ủng hộ những gia đình đặc biệt khó khăn tại Việt Nam cũng như nhân dân sở tại. Năm nào em cũng gói bánh chưng. Em muốn gói bánh chưng để cảm nhận được cái hương vị của ngày Tết. Mọi khi em chỉ gói bánh chưng ở nhà thôi, nhưng mà năm nay em đến đây để gói bánh chưng từ thiện. Rất là đông đủ mọi người và rất là vui vẻ. Mà cảm thấy là cái công việc làm từ thiện nó chẳng làm cho mình phấn khởi hơn. Mỗi dịp năm mới đến, với những người Việt không được đón Tết tại quê nhà, song vẫn được gặp gỡ, sum vầy bên nhau, tổ chức các hoạt động mang đậm nét truyền thống của Tết Việt đã giúp bà con vơi bớt nỗi nhớ gia đình, quê hương bản xứ. Bây giờ quay video nha. Những đợt rét đậm của mùa đông miền Bắc Việt Nam những ngày này làm nhiều người nhớ đến tấm áo bông trần, tấm áo quen thuộc của các ba, các mẹ một thời. Áo bông trần đã từng là sản phẩm thời trang yêu thích của phụ nữ Hà Nội xưa. Và theo thời gian, áo bông trần dần bị thay thế bởi sự phát triển và đa dạng của các mẫu mã thời trang mới. Nhưng những năm gần đây, áo bông trần đã hồi sinh bởi các nhà thiết kế ở Hà Nội với những sáng tạo để phù hợp hơn với nhu cầu thời trang hiện tại của người tiêu dùng. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với chiếc áo bông trần của nhà thiết kế Trịnh Bích Thủy. Trịnh Bích Thủy sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Với chị, mùa đông với những chiếc áo trần bông ấm áp là ký ức đẹp của tuổi thơ. Ký ức ấy đã truyền cảm hứng để chị viết lại câu chuyện của riêng mình qua các thiết kế áo bông trần. Trong mỗi thiết kế của Trịnh Bích Thủy, áo bông trần tuy có những nét cách tân nhưng vẫn giữ nét đẹp truyền thống vốn có của nó. Tại sao người ta gọi là áo bông? Thì trước hết là mình là nó có lớp bông ở giữa. Thì còn thực ra thì khi mình tìm hiểu thì nó rõ là cái phần vỏ và cái phần bên lót là hai phần để bọc cái lớp bông đó. Cái thời của mình ấy thì ai cũng nói là áo bông thì nó sẽ rất là già này. Hoặc ai cũng nghĩ chỉ là người già mới mặc cái áo bông này. Đối với mình thì mình lại thấy là cái áo bông ấy nó là một chiếc áo cho mùa đông, che ấm, giữ ấm. Áo bông trần có 3 lớp, lớp lót, lớp bông và lớp vỏ. 3 lớp được kết nối với nhau nhờ một sợi chỉ mỏng manh. Các điểm trên mặt vải lún xuống là nút trần bông. Đây cũng chính là điểm kết nối để tạo nên áo bông trần và cũng tạo nên đường trang trí, điểm nhấn cho chiếc áo. Bên cạnh những nét truyền thống, nhà thiết kế cũng đã có những cách tân cho phù hợp với xu hướng thời trang hiện đại. Màu sắc của những chiếc áo bông trần không chỉ còn giới hạn ở đen truyền thống mà đa dạng với các màu xám, cam, vàng, đỏ, hồng, vân vân. Form áo cũng được cách điệu cho người mặc vẫn nhận ra nét duyên dáng truyền thống của áo bông trần, lại pha trộn cả form dáng hiện đại cho phù hợp với nhu cầu người mặc. Ấn tượng mạnh với cái hình ảnh ở trên cái thân áo, nó gợi nhớ cho mình cái hình ảnh từ rất là lâu. Mẹ của mình thì cứ ngày Tết thì bà chuẩn bị nồi bánh chưng với cả những cái bình hoa đào ấy để mà chưng ở ngày Tết. Thế là mình nó thực sự là nó gợi trong cái ký ức từ ngày trẻ con của mình. Mình cũng mong rằng cái sản phẩm này nó là chính là một cái sản phẩm cho cái mùa đông Hà Nội, bởi vì đặc biệt là nó là cái sản phẩm của Việt Nam, nó mang cái văn hóa Việt. Đã từ rất lâu, những chiếc áo bông trần luôn tồn tại cùng thời gian và hiện hữu trong tâm trí, tình cảm của người Việt Nam. Tưởng rằng đã cũ kỹ, nhưng với cái nhìn của một nhà thiết kế có tình cảm đặc biệt với áo bông trần, thì giờ đây, chiếc áo bông lại được tái hiện với diện mạo mới, vẫn mang nét truyền thống, nhưng đã khoác lên mình cả xu thế của thời đại. Những hình ảnh của chiếc áo bông trần cũng đã khép lại bản tin Người Việt bốn phương của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình này trên website vtv4.vn hoặc trên kênh YouTube VTV4Go. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.